Hello, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn ha. Thì hôm nay Phương sẽ trở lại với các bạn tiếp tục trong một cái clip qua trong cái mảng danh sách là góc mê xe gắn máy. Thì ở tuần vừa rồi các bạn thì Phương đã lên một cái clip nói về những cái lưu ý mà khi các bạn giao thông cùng với giữa xe gắn máy cùng với xe hơi. Thì hôm nay Phương cũng sẽ làm tiếp cái series đó, nhưng mà Phương sẽ nói thêm một vài ý nữa để cho các bạn nắm được hết ý ha, để các bạn quan tâm lưu ý khi mà các bạn giao thông chung với xe hơi ở ngoài đường cho một cách nó an toàn. Thì trong cái clip trước đó các bạn, thì Phương có nói về cái cách mà người tài xế quan sát ở phía ngoài chiếc xe hơi của mình đó, bằng ví dụ như người mình giao thông, mình là bên trái đúng không các bạn, thì người tài xế sẽ ngồi bên trái, người tài xế sẽ quan sát xung quanh chiếc xe của mình bằng kính trước nè, kính hai bên, gương chiếu hậu và gương ở phía sau. Thì trong cái quá trình mà người tài xế quan sát để chạy xe các bạn, thì nó có một cái số điểm như vậy nè các bạn. Có nghĩa là cái xác suất mà người tài xế nhìn được ở phía ngoài các bạn, nó chỉ chiếm được khoảng từ 60-70% thôi. Còn phía còn lại là người tài xế cảm nhận để mà điều khiển chiếc xe. Bởi vậy trong khi mà xảy ra tai nạn giữa xe gắn máy và xe hơi các bạn, nó thường xuất hiện một cái từ mà các bạn rất là hay nghe, đó chính là điểm mù. Điểm mù hoặc là góc chết. Điểm mù của xe hơi, điểm mù của xe tải, điểm mù của xe container. Thì điểm mù là sao? Điểm mù có nghĩa là người tài xế ngồi trong xe không thấy bạn. Bạn hiểu vấn đề chưa? Có nghĩa là điểm mù là một cái điểm mà các bạn áp sát hay là đậu ở cái vị trí nào của chiếc xe mà người tài xế không thấy bạn, thì cái đó gọi là điểm mù. Thì trên một chiếc xe hơi, xung quanh chiếc xe hơi, thì điểm nào là điểm mù? Thì hôm nay Phương cùng các bạn đi dạo quanh một vòng chiếc xe hơi để chúng ta biết được đâu là điểm mù của xe hơi, đâu là cái điểm mà nguy hiểm đối với mình. Để qua đó khi mà các bạn chạy xe ngoài đường, các bạn đừng cho xe mình vào cái điểm đó ha. Cái điểm đó còn gọi là điểm mù hoặc là điểm chết, góc chết ha các bạn. Các bạn phải lưu ý nha. Rồi, bây giờ xin mời camera quan sát gần ha. Thì đầu tiên Phương sẽ nói phần đầu xe. Người tài xế ngồi đây. Người tài xế ngồi vị trí này. Thì các bạn thấy ở cái vị trí của người tài xế với cái phần đầu xe, nó khoảng cách là gần 1,5 m, đúng không các bạn? Vậy thì khi mà các bạn chạy xe mà các bạn chặt đầu xe bất ngờ đối với tài xế á, thì người tài xế á, người ta khó canh được lắm nha các bạn. Tại vì vị trí ngồi của người tài xế với cái phần mà đầu xe mà nó đụng các bạn á, là nó khoảng cách là gần 1,5 m, 2 m. Đó. Thì đây có thể nói là một cái điểm, cũng là điểm mù nè. Tại vì người tài xế sẽ không canh được là cái đầu xe đã đụng được mình chưa. Bởi vậy khi mà các bạn chọn cái phương án mà các bạn chặt đầu xe bất ngờ, thì người tài xế sẽ không biết được là đã tông chưa hoặc là chưa tông ha. Nhiều khi đã tông rồi tài xế mới thắng ha các bạn. Vậy thì các bạn lưu ý ha, đừng bao giờ dừng ở cái phía đầu xe như vậy đó. Hoặc là bây giờ đừng bao giờ mà chặt ngang xe mà cho xe mình áp sát quá. Tại cái khúc này nè các bạn, cái khúc này người tài xế không có nhìn thấy được, người tài xế không có nhìn thấy được là cái đầu xe đã đụng mình chưa. Cái phần này nè các bạn, cái phần đầu xe này với cái khoảng cách một cái gì đó mà nó cản trở phía trước người tài xế, chỉ là cảm nhận thôi nha các bạn. Cảm nhận hoặc là cái tài xế có một vài cái điểm, một cái điểm móc hay một cái chuyên môn mà họ tự canh thôi. Và cái điểm đó nó chỉ tương đối thôi đó. Rồi, phần đầu xe như nãy Phương đã nói ha, đừng chặt đầu xe nè. Và cái thứ hai, đừng bao giờ mà ngồi vậy nha. Thấy một chiếc xe hơi đừng bao giờ mà ngồi vậy nha các bạn. Ông tài xế ông ngồi trên này, tầm nhìn của ổng thẳng, các bạn ngồi vậy nè. Đố ổng thấy được các bạn. Không thấy được các bạn. Đó. Các bạn thấy không? Các bạn để ý mà ha. Ngồi thì tầm mắt nó thẳng, chứ là sao mà nhìn xuống đây được. Bởi vậy đừng bao giờ mà đưa mình vô ở cái vị trí này ha. Đừng có ngồi hay là đừng có sao đó ngay cái vị trí đầu xe mà áp sát xe vậy. Thà các bạn ngồi vậy nè, hoặc là các bạn đậu xe vậy nè, thì ổng ngồi trên đó, ổng cái tầm nhìn ổng xa, ổng sẽ thấy được các bạn.
ổng bóp kèn ha. Chứ còn mà các con nít hay là các bạn mà thả con nít đi chạy xe ở ngoài đường, hay là các bạn làm gì mà các bạn ngồi ngay đầu xe vậy nè, là chết chắc nha các bạn. Đó là phần đầu xe. Còn cái phần bên hông xe nè, phần bên hông xe thì các tài xế sẽ quan sát bằng cái ô kính này nè, cái dãy ô kính này nè đó, và cái gương hậu ha. Vậy thì các bạn thấy không, cái ô kính này nó ngang với cái tầm mắt của người tài xế. Người tài xế nhìn ra thấy ngay đây đó, nhìn gương hậu để thấy ra phía sau. Vậy Phương hỏi các bạn, nếu mà các bạn đậu ngồi ngay đây hoặc là đậu xe ngay đây, tài xế không có canh được. Cái phần ngay đây cũng là một cái điểm mù nè các bạn. Ví dụ như ổng ngồi đây đúng không, ổng nhìn xéo ra thì ok, ổng có thể thấy được các bạn. Nhưng mà còn canh được cái vị trí xe mà có tác động được bạn không thì ổng không có quản được nha. Trừ khi là ổng hạ kính xuống, ổng nhòm ra nha các bạn. Nhớ giùm Phương, ngay khúc này đầu xe với ngay cái phần bên trái bên phải của bánh trước nè đó. Rồi còn phía bên hông xe, phía bên hông xe đó các bạn, thì Phương đã nói là ông tài xế ông sẽ nhìn ở phía sau xe là nhờ cái gương hậu đó. Thì cái gương này nè các bạn, cái tầm quan sát của nó cũng hẹp lắm ha, cũng không có rộng lắm đâu. Bởi vậy chúng ta đừng có áp sát, hay đừng có, ví dụ như bây giờ đi, ông ngồi ở đây, ông nhìn gương chéo ra sau, mà nếu mà mình làm một cái vị gì đó mà nó thấp hơn cái tầm gương phủ xuống mình đi ha, đó là các bạn cũng thấy không. Ở đây là Phương nói là cơ bản một chiếc xe nó cũng hơi bự ha, đây là một mẫu MPV 7 chỗ nó cũng hơi bự. Nhưng nếu mà các bạn ra đường mà thực tế nhìn những chiếc xe tải dài, những chiếc container dài, thì những cái chiếc xe đó nó lòi ra rất là nhiều điểm góc chết ha, điểm mù không có thấy được. Ở phần bên hông xe các bạn lưu ý dùm Phương ở cái điểm này, thì đối với bất kỳ ở cái nước nào cũng vậy chứ không phải nước riêng Việt Nam, thì Phương thấy là đôi khi các bạn sẽ gặp những cái sự cố nó rất là mình không có lường trước được. Đó chính là cái hiện tượng người tài xế mở cửa ra bất ngờ, xe gắn máy chạy lên quất cái đùng ha các bạn. Cái hiện tượng này gặp rất nhiều luôn. Thì đa số là mình sẽ bị ở phía bên trái. Tại vì sao? Tại vì khi mà xe hơi mà nó đậu á các bạn, khi mà xe hơi nó đậu á thì nó sẽ cặp lề bên phải đúng không? Nó sẽ cặp lề bên phải thì các bạn sẽ không chạy vô phải được, thì các bạn sẽ chạy ra trái. Chạy ra trái á thì người tài xế là cứ mở cửa cái kiểu như vậy nè, bất ngờ bạn chạy xe lên hùng. Bởi vậy á các bạn, các bạn quan sát ha, các bạn quan sát là khi mà một chiếc xe nó đậu vô rồi, nó vừa mới đậu vô rồi, thì các bạn mà lách nó ra thì lách nó ra có khoảng cách chút xíu đó. Còn không thì các bạn đừng có áp sát những cái chiếc xe mà nó đậu quá, không biết chuyện gì bất ngờ sẽ xảy ra ha. Có nghĩa là các bạn cũng ra nhưng mà các bạn lấy khoảng cách vậy nè, bèo lắm cũng phải 1 mét, chứ đừng có áp sát nó quá ha. Thì đây là cái điểm mà Phương thấy rất là gặp, mà nó để lại tai nạn rất là nghiêm trọng nha các bạn. Thời gian vừa qua là bị rất là nhiều với cái cửa là mở cửa ẩu. Theo quy chuẩn á, là người tài xế ngồi trên ghế đúng không, nhìn gương hậu phía sau có xe không, không có xe là mở cửa ra một cách từ từ như vậy nè đó, đặt chân mình xuống ra đóng cửa lại nhanh gọn dứt khoát rồi đi. Nhiều ông tài xế vậy nè, xe chạy lên quất cái đùng. Đặc biệt là vừa qua xảy ra chiếc mẹt, trên chiếc mẹt nát bấy cái cửa luôn các bạn. Thì các bạn lưu ý ở cái điểm này nha. Rồi, đầu xe, phần mép xe, bên hông xe rồi ha. Phần này mới quan trọng nè các bạn. Phần đuôi xe là cái điểm mù lớn nhất trên một chiếc xe hơi. Vị trí này nè các bạn, là chết chắc ha. Nhiều người dê xe, thấy tài xế đang dê xe cứ cho con nhỏ hay con chạy gì đạp xe ngay ở cái vị trí, những cái vị trí này, người tài xế làm sao mà thấy được, không có thấy được các bạn. Ở đây là một cái mẫu xe đời mới, nó có camera lùi thì còn quả may ha các bạn. Nhưng mà những cái mẫu xe mà cơ bản đời cũ phổ thông á, nó không có camera cũng khó lắm nha. Đó thì tốt nhất á các bạn, khi mà các bạn tham gia, ví dụ như bây giờ những cái mẫu xe này đời mới này, xe gia đình nó có cam trên xe tải, xe container
những cái xe công, những cái xe công mà giao hàng trong phố nó đâu có cam lùi đâu các bạn. Và khi mà nó ve hay nó quay đầu mà các bạn cứ mà cái kiểu mà lạc quan, không có suy nghĩ gì mà các bạn cứ hay tém tém như phần đuôi xe của nó là rất là căng, nó không có thấy được bạn. Nó những chiếc xe tải đó nó cũng không có cảm biến. Cảm biến là sao? Khi mà xe ve hay làm gì đó mà có mà vật chắn á, cảm biến ở trong xe sẽ hú lên. Còn những cái chiếc xe đó là nó không có ha, xe tải, xe container rồi những chiếc xe mà phát triển nhanh đồ các bạn. Rất là nguy hiểm. Bởi vậy phải tránh ra những cái điểm mù ha. Đặc biệt là cái phần đuôi xe. Đó. Rồi, Phương nói lại một chút xíu ngay chỗ cái phần hông xe. Phần hông xe các bạn, thì khi mà một chiếc xe mà các bạn thấy á, nó đi ngoài đường, nó bật đèn xin nhan, nó quẹo trái, quẹo phải, thì các bạn nhường cho nó làm cái hành động đó trước nha. Có nghĩa là cho nó quẹo hoặc là cho nó quẹo, nó làm gì làm đi. Các bạn đừng có chặt cái cua quẹo của nó. Giờ Phương ví dụ đi, chiếc xe này nó muốn quẹo vô đây, Phương tà lanh, Phương ủy, Phương xe máy, Phương chạy lên chỗ này, thì lúc mà nó quẹo các bạn là nó tém bạn liền. Thì đây là chiếc xe nhỏ thắng kịp, nhưng nếu mà trên những chiếc xe tải, chiếc xe container lớn á, là không thắng kịp đâu các bạn, là nó đi qua luôn. Và nó đi qua luôn mà bạn lúc đó bạn có la ý ới, cái người tài xế nó ngồi tuốt ở trên cái cabin ở phía trước á, nó vẫn không nghe được gì hết á ha. Bởi vậy phải lưu ý ở cái điểm này. Có nghĩa là sao? Trên một chiếc xe hơi hay bất kỳ chiếc xe gì thì nó cũng rất nhiều điểm mù. Mình phải biết được đâu là khi mà mình chạy xe, đâu mình lạc vô cái điểm mù của nó để mình tránh ha. Vậy nè, không chạy vậy, nó không thấy mình. Phương đã nói clip trước rồi. Rồi, bên hông, dừng bên hông nó thì phải có một cái khoảng cách ha. Đó, để trong gương nó còn lia được mình đó. Và không có vượt bên trái nó, không có chặt đầu hướng quẹo của nó đó. Và cái kế đến, không chặt đầu xe ha, không chặt đầu xe, không thao tác nhiều ở ngay chỗ mép xe. Tại chỗ này nó không thấy mình rõ các bạn đó, không thấy mình rõ ha. Đó, thì các bạn lưu ý ha. Thì những cái nội dung mà nãy giờ Phương chia sẻ các bạn thì chỉ có hai cái mà các bạn cần quan tâm thôi, đó chính là phần đầu xe và phần đuôi xe. Đừng thao tác gì hay là cẩn trọng khi mà một chiếc xe nó đang ve hoặc là nó đang quay đầu hoặc nó đang quẹo ha các bạn. Đó, thì qua cái clip này các bạn phải biết là khi mà mình tham gia làm xe của mình, vị trí của mình đang đậu ở trong cái điểm nào của nó, trong cái điểm nào của chiếc xe hơi, có phải điểm mù không, điểm chết hay không. Đó, và phải luôn luôn quan sát để ý bằng cách là các bạn sẽ nhìn đèn. Xe hơi thì nó không có cái kiểu là nó vẫy tay giống như xe gắn máy mình được, mà mọi thứ nó đều thao tác bằng quy chuẩn đèn xin nhan đàng hoàng. Khi mà chiếc xe hơi nó thắng thì cái đèn hậu của nó sẽ sáng rực lên, các bạn biết là chiếc xe hơi nó đang đạp thắng, giảm tốc độ mình lại. Nó bật xin nhan trái là chuẩn bị nó quẹo trái, nó bật xin nhan phải là nó quẹo phải. Và khi mà nó bật đèn haza có nghĩa là bốn cái đèn xin nhan đều nháy, có nghĩa là xe nó đang bị một cái gì đó, hoặc là nó đang chuẩn bị thao tác một cái gì đó, và nó sẽ chậm lại hoặc là nó dừng hẳn. Chúng ta thấy từ xa những chiếc đèn nó chớp là chúng ta phải lách đi, né nó ra ha các bạn. Cái đèn đó còn gọi là đèn haza, còn không là đèn báo cảnh báo, báo có sự cố gì đó. Đó. Rồi, đó chính là nội dung của cái clip ngày hôm nay. Thì hy vọng qua cái clip ngày hôm nay với cái clip trước, các bạn sẽ cô đọng lại cho mình một chút gì đó những cái lưu ý khi mà chúng ta tham gia giao thông cùng với xe hơi ở ngoài đường ha các bạn. Rồi, clip tới đây cũng khá dài. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần tới. Còn bây giờ, xin chào.